Thưa quý vị và các bạn, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật Việt Nam không phải là hiếm. Điển hình là vụ việc mới đây, trong số gần 400 người đánh bạc ở Hải Phòng bị bắt thì chỉ có số ít là đăng ký tạm trú. Trong khi đó, pháp luật đã quy định chặt chẽ về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Hiện nay có tới 3 cơ quan cùng quản lý về vấn đề này, thế nhưng việc thực hiện thì vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài mà cơ quan chức năng cung cấp cho các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám chữa bệnh, nhà riêng. Cảnh sát khu vực và các cơ quan chức năng có thể tiếp nhận và xác nhận thông tin đăng ký lưu trú cho người nước ngoài qua phần mềm này. Cơ quan chức năng đến trực tiếp khách sạn để trang bị cho mình cái phần mềm khai báo tạm trú, đồng thời là có sự hướng dẫn cụ thể của bên cơ quan an ninh. Và mỗi một khu vực thì sẽ có một người phụ trách riêng về phần khai báo tạm trú cho riêng những các cơ sở ở đây đó, thì và có số hotline nếu gặp bất kể một cái trường hợp nào đó có khúc mắc về vấn đề khai báo tạm trú thì mình có thể liên lạc trực tiếp. Các quy định, công cụ cũng như chế tài trong việc khai báo tạm trú đã có đủ, nhưng tình trạng không khai báo vẫn diễn ra. Vụ việc gần 400 người nước ngoài lưu trú vận hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, chỉ có 19 người đăng ký tạm trú, còn lại là cư trú chui, là một ví dụ điển hình. Từ vụ việc này, câu hỏi đặt ra, phải chăng việc quản lý người nước ngoài vẫn còn những lỗ hổng? Kể từ khi anh nhập cảnh vào Việt Nam, thì hệ thống điện tử đã thông báo, nhưng báo về việc là đã có những ai đấy, quốc tịch nào vào Việt Nam. Và nhưng có một cái vấn đề, chúng ta quản lý họ, nhưng lại không biết rằng họ vào Việt Nam đi đâu, làm gì, ở đâu. Dẫn đến cái tình trạng là kể cả cái hệ thống vận hành về điện tử có hoạt động tốt đến mấy thì chúng ta vẫn không nắm được họ. Và điều này dẫn đến là chúng ta luôn luôn bị động trong việc quản lý họ. Trên thực tế, việc quản lý người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay có nhiều đơn vị cùng thực hiện như Bộ đội Biên phòng, Cơ quan xuất nhập cảnh, chính quyền sở tại. Theo các chuyên gia, do việc quản lý người nước ngoài hiện nay có nhiều đầu mối nhưng thiếu sự phối hợp nên dẫn đến buông lỏng quản lý. Là luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mà Quốc hội thông qua đấy, là phải nói là rất là đầy đủ và chặt chẽ. Cái chính từ cái vụ việc vừa rồi đấy thì cho thấy công tác phòng ngừa phát hiện tội phạm của chúng ta là chưa kịp thời. Vấn đề thứ hai nữa là cái công tác quản lý lưu trú, cư trú người nước ngoài của chúng ta là còn có nhiều cái sơ hở. Từ thực tế cho thấy cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, đồng thời phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, đó là cơ quan quản lý cư trú nói chung. Có như vậy mới kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm nhằm quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật đối với người nước ngoài.